Xin chào các bạn đối với kênh của Ship Video ngày hôm nay Ship sẽ tìm hiểu về cô Delight các bạn Trong một ngôi trường thân yêu cực kỳ an toàn này Và nếu các bạn nào muốn Ship tìm hiểu thêm nhân vật khác hoặc là tình uh, tiết nào bí ẩn thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho Ship biết nha Cũng như uh, like video này, đăng ký kênh của Ship để theo dõi những video mới nhất nha các bạn Bây giờ chúng ta cùng đọc hết tất cả các nốt mà cô Delight để lại nha các bạn Đây là cái nốt đầu tiên nè chỉ vài tuần trước đó là thời gian vui vẻ, hôm nay chỉ có sự im lặng trong ngôi trường này. Tôi không nghĩ có ai trong chúng ta ở đây biết phải làm gì với chuyện đó. Những hành lang không có trẻ em mang theo cả những âm thanh nhỏ nhất như tiếng la hét. Tôi và các giáo viên khác liên tục làm nhau giật mình. Chúng tôi sẽ phải làm quen với nó. Sáng nay có cái gì đó đã khóa cửa trước, chúng tôi chưa thể mở nó được. Wow. Ai khóa cửa vậy? khóa cửa đi làm gì các bạn? Ừ, không biết nữa các bạn ơi. Tôi và các giáo viên khác hình như là cô Đi và các giáo viên khác các bạn. Có nhiều giáo viên giống như cô Đi vậy đó. Bây giờ là cái nốt thứ hai các bạn. Yes, Cùng ship đọc nha. Không có thức ăn trong nhiều ngày. Những người khác tranh luận với tôi về những gì còn lại. Họ bắt đầu trừng mắt, sự phán xét. Họ dùng thân mình để chặn cửa bếp. Tôi nghĩ họ đã chọn tôi để chết trước. Ồ, oh, là cô Delay không được cho vào cái bếp để ăn các bạn. Tất cả những người khác đã chặn cửa bếp lại rồi. Cô Delay ở ngoài. Trời ơi, sao ác vậy? Ủa, cô Delay từng là con người các bạn. À đúng rồi, từng là con người mà. Quên. Cái nó thứ ba nha các bạn. Đâu rồi, nó thứ ba đâu ta? Trong đây các bạn ơi. Đây, trên con Benjamin nè. Ok. Cùng đọc bụng tôi đang gào thét đòi ăn tôi không thể nghĩ về điều gì khác ngoài việc tôi đói biết như nào bây giờ không có sức để tự mình đứng lên nhưng Po lại nói chuyện với tôi cô ấy cho tôi sức mạnh tôi nhận ra rằng nếu tôi đứng yên hoàn toàn đứng yên mọi người sẽ nghĩ tôi đã chết Po nói rằng tôi cần ăn và các giáo viên khác sẽ không bao giờ thấy tôi đến bất cứ điều gì để bụng tôi ngừng kêu lên oh Po hả các bạn Bo là một cô giáo khác các bạn giúp cho cô đi Delay... hết đói hết đói hả ăn gì mà hết đói các bạn ok các bạn đoán xem cô đi đã ăn gì để hết đói nha bây giờ là cái nốt thứ thứ tư các bạn ừ, thứ ba hay thứ tư cũng nhớ nữa tôi xin lỗi tôi phải ăn tôi phải sống sót tôi đã ăn chúng. Tôi phải ăn, tôi phải ăn, tôi phải ăn, tôi phải ăn, tôi phải ăn. Tôi phải ăn. ăn cái gì vậy? <laughs> ăn cái gì thì ai cũng biết rồi nha các bạn. Thấy trong trường còn mỗi cô giáo mà không có học sinh là hiểu rồi. Ok. Tiếp tục các bạn, một cái nốt nữa. Hôm nay tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy nó thở, dù đó là gì đi nữa, tôi sẽ không nói khi được gọi. Tôi đã dành hàng giờ sau khi nó im lặng để tự hỏi liệu đây có phải là nguyên nhân khiến chúng tôi mắc kẹt ở đây hay không. Tôi đã tạo ra một vũ khí bức trì thước kẻ băng dính vào dây thần. Tôi thường gọi nó là bar. Thật thô thiển. Nhưng nếu cánh cửa đó mở ra, tôi cần phải sẵn sàng. Ở bar là cô Delight đặt tên cho cái vũ khí là bar các bạn. Bar có nghĩa là bà cô mà cứu cô Delight á cho cô đi lại sức mạnh đó để sống sót các bạn. cô còn tỉnh táo để ghi những cái nốt các bạn. nhưng mà sao vẫn ăn mấy đứa học sinh không biết nữa. Thiệt là khủng khiếp. đây là nơi mà mình chuẩn bị bị cô đi lại dí sắp mặt này các bạn. đây là nơi cô đi ra nè. hình như trên nóc nhà nó có cái gì đó các bạn. để ship lên kiểm tra thử nha bay lên đi các bạn đây ui hai bà cô luôn các bạn à cô này là cô nào cô bên đây là cô delay nè nhưng cô bên đó là cô nào đây để ship cho các bạn xem nha để ship làm cho nó sáng sáng tí một hai ba sáng uuu uh. uh. cô delay lúc chưa hóa thành Nightmare nè các bạn hóa hình ác mộng đi Trời ơi, ship đi đâu cô cũng nhìn theo hết vậy <laughs> Đáng sợ quá vậy Oh my god Mắt cô thật to tròn À đây là cái vũ khí cô Delight nói trong cái note hồi nãy ship mới đọc nè các bạn Bút chì, dây thần, thước kẻ với lại băng dính các bạn Wow well. <laughs> Dữ thiệt, làm được vậy luôn á hả hai cô rất là khác uh, từ uh, quần áo đến khuôn mặt nha các bạn sếp <laughs> không biết sao quần áo lại khác nữa đây chấm bi nữa các bạn đây có trái táo nè bên đây thì không có gì hết ship hmm. nghĩ uh, cô đi là một con quái vật đáng sợ hơn cả mấy con quái vật khác mà mình gặp luôn các bạn Khét náp không đáng sợ bằng luôn á Cô đi like không có xuất hiện trong trailer các bạn Đây là một nhân vật rất là surprise bất ngờ các bạn Bây giờ thì ship uh, Cho cô đi lại xuất hiện thôi Ok thôi cô đứng yên nó đi nha Ship có thể làm cô đứng yên các bạn Và mình lụm cái này cô sẽ không đi lại mình nè Đó thấy chưa Bây giờ mình uh, Làm nhiệm vụ thôi Cô sẽ đứng đó luôn các bạn Mình đi đến đoạn cuối luôn đó các bạn Chúng ta cùng đi đến đoạn cuối Để uh, kéo cửa uhm, Cô đi lại đâu Ôi cô tóc biến tới đây các bạn Nhưng cô vẫn đứng yên nha kéo cửa thôi các bạn Kéo Ui Ui À, đoạn này giống đoạn của Mommy Long Legs các bạn, phần 2 á Giống giống đoạn đó Đây là cái nốt cuối cùng mà mình cần phải đọc nè các bạn Nốt thứ 6, có 6 cái nốt các bạn Đâu rồi Cùng ship đọc thôi Hôm nay cửa mở và tôi nghe thấy tiếng gì đó bước vào hành lang Cùng nhau, Bar và tôi thấy Catnap đang đợi Lúc này tất cả nỗi đau này chính hắn đã khóa cửa. Tôi biết điều đó. Tôi muốn giết hắn. Nhưng tôi biết rõ hơn là tôi không hề. Hắn có vẻ hạnh phúc lạ lùng khi thấy tôi và tất cả những gì còn lại. Chúng tôi có một hỏa thuận. Bây giờ, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Hãy báo cáo những gì chúng tôi thấy cho người khác và với hắn. Wow, well, thì ra là kết nắp khóa cửa các bạn. Kết nắp khóa cửa để cô đi lai like, hóa điên. Xong cô đi lai like, ăn hết học sinh. Xong nó quay lại. Và nó dụ dỗ cô đi lai heo uh, tim của nó Cô đi lai cũng không vừa gì luôn các bạn <laughs> Khiếp thiệt sự luôn á Cái trường bự như vậy mà không có cái chỗ khoát Hơi ảo đó, các bạn Nhưng không sao, đó là cốt truyện mà các bạn Vậy là ship vừa tìm hiểu xong 6 cái nốt Và cũng như một nhân vật bí ẩn là cô đi lai lúc chưa hóa điên các bạn nếu các bạn thấy ship còn tìm hiểu thiếu gì thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho ship biết nha còn bây giờ cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn sớm gặp lại các bạn